Chào cả nhà nhé. Tiếp cái cảnh này chào nhóm anh cùng địa bàn thị trấn. Hai cây sang. Đây bác cây thị trấn. Không chê vào đâu được. Đấy. Không gian nhà bác này. Đấy, rất là rộng. Không, 350 thì cháu có 22. Từ 20 đến 22 thôi. Đấy cái đây. Đấy, cái thị đấy, không gian nhà anh ấy rộng kìa. Đấy. Không gian rất là rộng, rất là đẹp. Ngày hôm nay vườn trẻ với cảnh trồng hai cây sang hoa đỏ nó nhỏ nhé, ở cổng ra vào ấy các bạn này, cây phong thủy đây. Rất là đấy. Đấy, ưu tiên cho bác thì 350 đó lấy cho bác là càng 23 sang nó nhỏ nhá. Bên này một cây rồi đấy, bác trồng hai bên cổng nha. Này vanh có 105 rồi. 105. Rất là phong cảnh. Cây thứ hai đây. Sang là dễ sống đúng không ạ? Cái tên nó sang dầu mà. Là nó lại cực kỳ hoa đỏ đẹp lắm, quả ngon. Đấy. Con cẩu có 3,5 tấn. Hết rồi, hết cây rồi, không gian là hết cây. Này chụp cái điện thoại. Cây này mẹ to bò đẹp thế nhở, cứ nhìn cái vẻ thích. Vâng. Cây này dáng cây cổ thụ. Đấy, cây sang các bạn nhé, cây này gốc nó rất là to. Cây này thuộc cây bóng mát mà các bạn ạ.
Nóng quá. Rồi, hồ nó to này, bao nhiêu đất này. Vì anh ý định trồng cây to thế, toàn hố to. Và để cho nó có nhiều chất dinh dưỡng. Đưa về chiều này. Vâng, cái bác ấy, tùy bác để cho các cháu nó xoay bác này. Hai cái sang hai bên các bạn. Rồi, ok. Đẹp lắm rồi. Rồi, chào cả nhà nhá, đã hoàn chỉnh rồi, giờ mình hỗ trợ tí, anh em hỗ trợ tí. Anh ngắm ngành nào thích đi. Cái cây của anh chính lại ngắm từ ở mặt sau mà anh ạ. Cây này chính là ngắm từ mặt đây là nhiều hơn, vì xe mình rơi dốc là mình cứ ở dưới lên. Thì anh chọn cái là, nhưng mà cái mặt đẹp này anh cứ cho ra ngoài này. À, từ từ nhé. Đấy. Trồng nó đúng hướng. Anh không muốn cái lỗi để mặt bên này cái ấy thôi. Ừ, rồi ok ok nha. Đấy, nó có cái lỗ ở đây, gọi là cái lỗi nó tí nữa gọi là cái sang cục. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi nhé.